Nồi nấu chậm be hay còn gọi là nồi nấu cháo chậm, nồi hầm đa năng. Loại nồi này có công dụng đun nấu, hầm chín thức ăn trong một thời gian dài với nhiệt độ thấp. Vì vậy, các chất dinh dưỡng trong nồi không bị bay mất hay vỡ cấu trúc dinh dưỡng. Các thố sứ bao gồm một thố to và hai thố nhỏ, được làm bằng gốm sứ cao cấp, giữ ấm tốt, chống dính tốt, giúp vệ sinh dễ dàng. Bạn có thể thay thế các thố sứ để sử dụng linh hoạt, thưởng thức đa dạng hương vị hơn nhé. Nắp nồi và sừng hấp được làm bằng nhựa PP an toàn khi nấu và dễ quan sát trong quá trình sử dụng. Dây điện với phiên bản quốc tế, dây cắm 2 chấu phù hợp với mọi nguồn điện Việt Nam, tiện lợi hơn khi sử dụng, không cần phải sử dụng thêm phích cắm chuyển đổi. Đi kèm nồi nấu chậm có hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là điểm khác biệt so với phiên bản nội địa chỉ có tiếng Trung. Bảng hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Anh với các nút hẹn giờ, cài đặt thời gian. Nồi có 8 chức năng nấu, hầm canh, cháo ngũ cốc, chưng yến, nhựa đào, cháo, đồ ngọt, hấp và hầm, giữ ấm.